Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học số 1 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Trước khi đến với bài học hôm nay, mời các bạn hãy theo dõi một trích đoạn giữa vị giám khảo Louise và cậu bé thí sinh Robbie trong chương trình khá là nổi tiếng. Hello, what's your name? Robbie. Robbie. Nice to meet you, Robbie. Nice to meet you. My name is Robbie Furman and my age is 7. I'm singing. Who's this? This is my mom. Hello, mom. This is my nanny. Hi, nanny. My auntie. It's my mom's birthday soon, and I want to give her the best birthday present ever. I'm gonna have to whisper this. Pretty Britain's Got Talent. And tell me now, nobody's listening. Are you any good? Are you? Are you really good? Should we go out there and show them how good you are? Yes. Come on then. Okay. I want to make my family the proudest family that's ever been. Yeah? 5, 4. Good luck, Robbie. You ready? Go for it. Enjoy it. Welcome to Britain's Got Talent. What's your name? Robbie. And Robbie, how old are you? 7. And do you think you're good enough to win the competition? Yes. Good. Good answer, Robbie. Robbie? Yeah? My auntie is looking for a boyfriend. It's just you right up. Okay, thank you very much. So, Robbie, what are you going to do for us today? Singing. Okay, when you're ready, you Brilliant. Start. Good luck. Qua đoạn trích vừa rồi thì rất nhiều bạn sẽ có suy nghĩ là ước gì mình có thể nói được tiếng Anh hay và mượt mà như người bản xứ. Thực tế thì đây là ước mơ của rất nhiều người Việt Nam khi học tiếng Anh. Để đạt được ước mơ của mình thì điều quan trọng trước tiên là các bạn phải nhận ra rằng là mình đang mắc những lỗi gì trong phát âm tiếng Anh. Và đây cũng chính là nội dung chính trong bài học hôm nay, các lỗi phát âm cơ bản trong tiếng Anh của người Việt. Thực tế cho thấy thì người Việt hay mắc lỗi trong phát âm tiếng Anh là do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. Như chúng ta biết thì khi phát âm tiếng Việt ấy, thì lưỡi và miệng của chúng ta rất là ngắn gọn. Chính vì vậy mà khi các bạn nói tiếng Anh thì các bạn hay thường áp dụng những cái điều này vào. Chính vì vậy khi phát âm tiếng Anh thì người Việt phát âm rất là cụt và nhiều khi lại còn nuốt âm. Bây giờ tôi xin phân tích từng lỗi để các bạn hiểu cặn kẽ hơn. Lỗi thứ nhất đấy là về âm đuôi, ending sounds. Trong tiếng Việt của chúng ta thì không phải phát âm đuôi đúng không ạ? Ví dụ như là từ bất ngờ trong tiếng Việt thì phát âm rất là ngắn gọn, đấy là bất ngờ, chứ không phải là bất ngờ. Chính vì vậy mà người Việt thường giữ thói quen này khi phát âm tiếng Anh. Ví dụ thay vì phải phát âm là book, quyển sách, thì họ thường phát âm rất cụt, đấy là book. Các bạn cần nhớ để phát âm tiếng Anh mà giúp người nghe hiểu được ta nói gì thì điều quan trọng đấy là âm đuôi. Điều này giúp ta định hướng được là người nghĩa của câu mà không quan trọng là người kia dùng tiếng Anh Mỹ, Anh hay là Anh Sinh. Các bạn ạ, nếu như mà không phát âm kèm theo âm đuôi thì người nói tiếng Anh không hiểu nổi mình đang nói gì hoặc là gây hiểu nhầm rất là thú vị. Những từ mà rất là thông dụng mà đơn giản mà người Việt mình mướng phải thì rất là nhiều. Ví dụ như là trong tiếng Anh thì có rất nhiều từ phát âm là my và chỉ khác nhau là ở âm đuôi. Bây giờ mời các bạn hãy quan sát lên màn hình. Như các bạn có thể thấy thì tôi có rất là nhiều từ phát âm là my. Thế nhưng mà các bạn hãy quan sát là mỗi một từ đều có một âm đuôi và phát âm rất là khác nhau. Ví dụ từ thứ nhất, tôi sẽ phát âm là my. Từ thứ hai là mice. Từ thứ ba, might. Từ tiếp theo là might. Từ tiếp theo nữa là smile. Và từ cuối cùng là mile. Thế nhưng mà các bạn khi mà phát âm ấy,
thì lại chỉ phát âm thành một từ duy nhất, đấy là my, không có âm đuôi. Và cũng vì không phát âm âm đuôi cho nên mới có một cái câu chuyện rất là thú vị. Đấy là thay vì phải nghe là he looked at me with a smile on his lips, tức là anh ta nhìn tôi thân thiện với một nụ cười trên môi, thì lại nghe thành he looked at me with mice on his lips, tức là anh ta nhìn tôi đắm đuối với một con chuột trên môi. Vì vậy ngay từ bây giờ các bạn hãy hình thành một thói quen cho mình là phát âm âm đuôi trong tiếng Anh. Lỗi thứ hai trong phát âm của người Việt, đấy là các âm trong tiếng Anh thường bị Việt hóa. Theo thống kê chung thì có hơn 90% người Việt chúng ta thường hay mắc các lỗi sau đây. Thứ nhất, đấy là về phần nguyên âm thì các âm sau hay bị Việt hóa. Thứ nhất là âm A thì người Việt không phát âm được chính xác như vậy. A trong các từ như là trade, thương mại. Ví dụ trong từ yesterday, người Việt hay phát âm thành âm E hoặc là âm A. Hoặc là ví dụ như âm khác như là âm O trong các từ như là road hay là coat thì người Việt hay phát âm thành âm O, tức là road hoặc là coat. Một âm nữa mà người Việt hay mắc sai lầm đấy là âm E bẹt. Tôi lấy ví dụ như là từ back phía sau hoặc là từ black màu đen thì người Việt hay phát âm thành black hay là back. Như vậy thì không chính xác. Phần thứ hai đấy là phần phụ âm. Ví dụ như là âm th thay vì phải phát âm là trong các từ như là together, this, the thì người Việt hay phát âm thành the, this, cũng hoàn toàn không chính xác. Ngoài ra thì còn rất là nhiều âm khác nữa mà người Việt hay mắc lỗi. Lỗi thứ ba trong phát âm tiếng Anh của người Việt đấy là không nhấn trọng âm. Người Việt mình có một điểm yếu rất lớn, đấy là khi nói tiếng Anh thì không phân biệt được trọng âm của tiếng Anh, trong khi phần trọng âm cũng là một phần cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu nhấn sai thì người bản xứ không hiểu mình đang nói cái gì, ngoại trừ một số người là có vốn giao tiếp rộng rãi và quen trao đổi với người dân không có ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh. Ví dụ như là từ finish là kết thúc thì người Việt hay phát âm thành finish, là hai âm tiết là phi và nish là nghe như nhau. Hoặc là ví dụ một từ rất là đơn giản mà ai cũng biết là từ xin chào, đấy là từ hello, nhưng mà người Việt lại hay phát âm thành hello. Như chúng ta biết thì tiếng Việt vốn đơn âm tiết và người Việt quen đọc từng âm tiết hoặc một vần, không có trọng âm cho nên đọc từ nào cũng giống từ nào. Trong khi đó thì tiếng Anh đa âm tiết, có trọng âm và một âm tiết trong từ. Do không đọc được trọng âm cho nên mọi người đọc thành từng âm tiết một. Theo cách đọc đó thì trọng từ có bao nhiêu vần sẽ được đọc thành bấy nhiêu trọng âm. Cách đọc đó khiến cho người nghe có cảm giác như là rất là cứng và từ nào cũng là từ chính, không có từ nào là từ phụ. Lỗi tiếp theo trong phát âm tiếng Anh của người Việt đấy là thói quen phát âm âm S không đúng chỗ hoặc lại bỏ sót âm S. Ví dụ thay vì phải nói là he likes this book thì người Việt lại phát âm thành he likes this book. Một ví dụ khác như là he's walking down là phát âm đúng thì người Việt lại thêm âm S vào rất là tự nhiên như là he's walking down. Đây có thể nói là một lỗi khá phổ biến của người Việt. Các bạn phải phát âm S đúng chỗ và đừng lạm dụng quá mức đối với những từ không cần thiết. Hãy luyện cho mình một thói quen khi đọc một từ nào đó hoặc là phát âm một từ nào thì phải ý thức xem cần thiết là thêm âm S vào sau từ đấy hay không. Một cái lỗi nữa mà người Việt chúng ta khi nói tiếng Anh thường hay mắc phải đấy là quên nối âm. Người Việt thường bỏ quên nối từ phụ âm từ trước với nguyên âm từ sau. Chính vì vậy mà câu nói nghe rất là rời rạc và sẽ không tạo thành được nhịp điệu và tốc độ như là người bản xứ. Tôi lấy ví dụ các câu nói sau. Chúng ta phải phát âm và nối âm như sau. You just have to break the mint. I've been break the mint for 3 days. Can I just go barefoot? Như các bạn có thể thấy, đấy là tôi vừa mới nối âm là the mint. Hay là câu thứ hai cũng có nối âm, đấy là the mint. Và câu thứ ba, đấy là tôi nối âm, đấy là can I. Nhưng mà khi mà người Việt nói tiếng Anh thì không có nối âm và nói rất là rời rạc là you just have to break them in. Hay là can I just go barefoot? Như vậy là chưa chính xác. Các bạn cần lưu ý điều đó. Lỗi cuối cùng tôi muốn phân tích trong cái bài học hôm nay đấy là về ngữ điệu intonation. Tức là người Việt khi mà nói tiếng Anh ấy, thì cũng không có ngữ điệu. Thực tế thì trong tiếng Anh có rất nhiều thanh điệu và linh hoạt hơn hệ thống của tiếng Việt. Đây là một điểm quan trọng mà các bạn cần lưu ý.
Thế nhưng mà rất nhiều người Việt ấy lại cảm thấy rằng hệ thống của tiếng Anh không có thanh điệu, không có dấu. Vì vậy mà khi nói tiếng Anh ấy, thì không biết mình phải lên chỗ nào, xuống chỗ nào. Cho nên là họ nói một câu tiếng Anh đều đều giống như một câu tiếng Việt. Cái cách nói này ấy, khiến cho người nghe sẽ thấy rất là buồn ngủ và cảm giác hơi đơn điệu. Ví dụ như một chàng trai mà muốn tỏ tình với một cô gái ấy, nếu mà anh ta nói bằng một cái giọng đều đều như là you are so beautiful, so sweet, thì chắc có lẽ là khi quay lại cô gái đã ngủ rồi, đúng không ạ? Hãy cố gắng nói hay như là trong bài hát sau đây, Beautiful. Vừa rồi tôi đã trình bày với các bạn về những lỗi phát âm cơ bản mà người Việt thường hay mắc phải. Vậy làm thế nào để khắc phục được những lỗi này? Thì trước hết các bạn cần phải nắm vững lý thuyết và thực hành để có thể lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần. Vì vậy các bạn hãy chăm chỉ theo dõi ở các bài học tiếp theo. Trước khi kết thúc bài học hôm nay thì tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn một điều thú vị nữa. Đấy là những cặp từ phát âm gần giống nhau hoặc giống nhau hoàn toàn trong tiếng Anh mà dễ gây nhầm lẫn. Trước hết là các cặp từ phát âm gần giống nhau. Xin mời các bạn hãy quan sát. Từ thứ nhất, đấy là từ angel, thiên thần. Các bạn rất là hay dễ nhầm với cái từ là angle, là góc. Cặp từ thứ hai, đó là từ dessert. Khi là danh từ thì có nghĩa là món tráng miệng. Còn khi là động từ thì có nghĩa là bỏ mặc hoặc là đào ngũ. Thì hai cái từ này thường hay nhầm lẫn với một cái từ, đấy là desert, có nghĩa là sa mạc. Cặp từ tiếp theo đấy là từ later, có nghĩa là sau đó, rồi thì, và thường được dùng với một động từ ở thời tương lai. Thì rất là hay dễ nhầm với cái từ là latter. Đây là một tính từ và có nghĩa là cái thứ hai, hay là người thứ hai, hay là cái sau, người sau. Một cái cặp từ tiếp theo mà các bạn cũng hay nhầm nữa, đấy là affect. Đây là một động từ có nghĩa là tác động đến. Và rất là hay nhầm với cái danh từ, đấy là effect, ảnh hưởng hoặc là hiệu quả. Cặp từ nữa, đấy là emigrant. Khi là danh từ thì nó có nghĩa là người di cư. Còn khi chúng ta phát âm là immigrant thì có nghĩa là người nhập cư. Cặp từ cuối cùng, đấy là từ elude. Khi là động từ, nó có nghĩa là tránh khỏi, lảng tránh, vượt ngoài tầm hiểu biết. Và một cái từ khác cũng là động từ, chúng ta phát âm là allude, thì có nghĩa là nói đến ai, cái gì, một cách rút gọn hoặc là gián tiếp. Tiếp theo, tôi xin trình bày về những cái cặp từ mà có nghĩa hoàn toàn khác, nhưng lại phát âm giống nhau. Từ thứ nhất, cặp từ thứ nhất, đấy là từ heroine. Chúng ta đều phát âm là heroine. Nhưng mà ở từ thứ nhất thì các bạn thấy là đây là một danh từ có nghĩa là thuốc gây mê, từ morphine dùng trong ngành dược để gây ngủ hoặc là giảm đau. Còn từ thứ hai thì nó có nghĩa là nữ anh hùng. Cặp từ tiếp theo đấy là chúng ta đều phát âm là sight. Nhưng từ thứ nhất khi là động từ nó có nghĩa là trích dẫn. Từ thứ hai là danh từ thì nó có nghĩa là địa điểm, khu đất để mà xây dựng. Và từ cuối cùng cũng là một danh từ nhưng lại mang một nghĩa khác, đấy là khe ngắm hoặc là tầm ngắm hay là quang cảnh, cảnh tượng. Cặp từ cuối cùng đấy là chúng ta phát âm là principal. Thì từ thứ nhất có nghĩa là hiệu trưởng, trường phổ thông. Còn cái từ thứ hai thì nó có nghĩa là nguyên tắc hoặc là luật lệ. Có cái sự nhầm lẫn này là do vốn từ vựng của các bạn chưa đủ nhiều để mà phân biệt được các cặp từ phát âm giống nhau trong văn cảnh, hoặc là các bạn chưa biết cách phát âm chính xác. Vì vậy các bạn hãy trau dồi cho mình một cái vốn từ vựng phong phú để làm thế nào có thể phân biệt được những cái từ này
khi mà nó trong một cái văn cảnh cụ thể. Còn nếu mà các bạn vẫn nhầm lẫn về cách phát âm thì các bạn hãy chú ý theo dõi các bài học tiếp theo.